Vâng, xin chào, lâu lắm rồi thì hôm nay Đức Quyết lại trở lại với kênh video của Giá Sốt. Thì hôm nay cả nhà mình hãy cùng Đức Quyết là để bóc hộp gói trà Mantizut, hay còn gọi đây chính là loại dinh dưỡng cho tế bào gốc. Với các cái thành phần của nó là từ một là sâm maca của Peru, cái thứ hai là từ đông, cái thứ hai là tế bào gốc từ đông trùng hạ thảo, và cái thứ ba nữa là từ sâm Ấn Độ, và cái thứ tư là từ quả cọ lùn, thứ năm là từ nấm tích dương, thứ sáu là đường đơn destro, và thứ bảy là năng lượng axit chanh. Đây là và sản phẩm năng visu, đây là tem của nhà sản xuất, đây là sản phẩm hoàn toàn nhập khẩu từ Malaysia. Và cũng chia sẻ cho cả nhà mình, hiện tại là sản phẩm này có mặt tại Việt Nam nhưng vẫn thông qua con đường là tiểu ngạch, bởi vì chưa được Bộ Y tế cho phép. Nhưng với cá nhân của Đức Quyết thì thấy cái sản phẩm này nó quá là tuyệt vời, nó có công năng, có tác dụng trong chăm sóc sức khỏe, trong hỗ trợ điều trị, cũng như là nó tăng cường cái khả năng miễn dịch, đặc biệt nó hỗ trợ rất tốt cho những người có những căn bệnh mãn tính hoặc những căn bệnh nan y. Chính vì thế thì Đức Quyết vẫn dùng cho khách hàng hoặc bệnh nhân của mình, và chính bản thân Đức Quyết vẫn dùng. Và cái hộp này thì các anh chị thấy là hộp là có 10 gói, và hạn sử dụng là đến tháng 12 năm 2024. Cùng Đức Quyết có hộp này, anh sẽ nhìn thấy nó có 10 gói này. Thì sản phẩm này nó hơi hay hơn các loại sản phẩm như thuốc Tây hoặc là thuốc Nam cũng như Đông y ở chỗ nào. Tức đây là những cái sản phẩm cũng là từ những cái sản phẩm tuyệt vời từ dược liệu trong trong các cái dược liệu quý trong đông y. Nhưng nó khác một cái là nó sản phẩm dưới chiết xuất dưới công nghệ cao, nó đi trực tiếp được vào tế bào gốc, nó có hiệu quả nhanh trong vòng 24 đến 72 tiếng chúng ta dùng đã có tác dụng rồi. Nó khác với lại thực phẩm chức năng, khác với thuốc đông y là nó sẽ làm sao có tác dụng theo đường ruột. Có những người mà đường ruột có vấn đề thì khả năng khi dùng cái sản phẩm này, các cái sản phẩm như đông y hay thực phẩm chức năng thậm chí một tháng vài ba tháng cũng chưa có hiệu quả. Nhưng sản phẩm này thì nó dùng, nó đi trực tiếp vào tế bào gốc thông qua các niêm mạc ở dưới nữa, nên có hiệu quả ngay trong vòng 24 tiếng đến 72 tiếng. Đây chúng ta bóc ra và chúng ta hòa trong tầm khoảng, tùy anh chị em có thể cho vào tầm khoảng 100 cho đến 150 thậm chí 200 ml nước. Đấy, sau này chúng ta khuấy đều lên. Đấy, nếu mà chúng ta có thể để nước nước sôi để nguội hoặc là nước ấm ở tầm khoảng 30 độ, khuấy đều lên, khuấy đều lên. Thì trong 3 ngày đầu tiên ấy thì chúng ta sẽ uống một ngày một gói thôi để xem cái phản ứng của cơ thể chúng ta như thế nào. Sau 3 ngày đầu tiên thì ví dụ nó có những cái phản ứng điều chỉnh, trong đông y chúng ta gọi là công thuốc, còn trong cái dinh dưỡng cho tế bào thì biết là chúng ta nó đi vào trong tế bào thì nó sẽ có tác dụng là nâng cái hệ miễn dịch lên, nó sửa chữa, nó phục hồi, nó tái tạo, thì nó có phản ứng điều chỉnh như thế nào. Thì cá nhân những người có chuyên môn hay bản thân Đức Quyết căn cứ vào cái bệnh lý hoặc căn cứ vào cái phản ứng đó thì mình sẽ điều chỉnh cho khách hàng hay bệnh nhân của mình sẽ uống tăng lên hay uống giảm đi. Thì khi như này chúng ta sẽ uống nhâm nhi. Chúng ta sẽ uống nhâm nhi trong vòng 10-15 phút là hết chỗ này là được. Và bởi vì bản thân Đức Quyết thì cũng may mắn là cũng dùng cái sản phẩm này để phòng, để nâng cao cái sức khỏe của mình phải tái tạo lại sức khỏe của mình thì mình mới làm việc được. Bản thân chúng ta đi xe máy ô tô chúng ta phải thay dầu bảo dưỡng, chứ huống chi là cái cơ thể mình năm nay ngoài 40 tuổi rồi nhưng đã bao giờ thay dầu bảo dưỡng đâu. Chính vì thế chúng ta phải dành 5% cái thu nhập của mình để tái tạo lại cái sức khỏe cho mình, anh chị em ạ. Đấy, cách dùng rất là đơn giản, nó không quá cầu kỳ như thực phẩm chức năng hoặc một số loại phải 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 đun phải sắc, thuốc đông thuốc lam thì phải sắc đúng không ạ, nhưng hiệu quả là không cao. Mặc dù bây giờ anh chị em biết là cái chi phí của một gói thuốc lam, một thang thuốc lam cũng không hề rẻ chút nào, cũng phải 100 đến 150, nhưng hiệu quả của nó thì rất lâu. Thì hôm nay thì Đức Quyết chỉ chia sẻ với cả nhà là review lại bóc một cái hộp sản phẩm Mantidun. Cái thứ hai là
cách pha và uống như thế nào. Còn trong các video tiếp sau sau này thì Đức Quyết sẽ chia sẻ chúng ta từng cái hiệu quả cũng như là cái tác dụng hỗ trợ điều trị với từng bệnh, cũng như anh chị em có câu hỏi nào băn khoăn thắc mắc thì anh chị em có thể đặt câu hỏi xuống trực tiếp cái video này, cũng hoặc là có thể liên hệ với lại GH Shop theo số điện thoại là 0986 261661 hoặc số điện thoại 0902 284189 sẽ hỗ trợ các anh chị, cũng như anh chị hoan hỉ thì ủng hộ cho GH Shop để sẽ có những cái video tiếp theo. Còn anh chị em có mua hàng ủng hộ thì cứ gọi điện trực tiếp, sẽ có những cái chính sách tốt nhất cho khách hàng cũng như các bệnh nhân. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác anh chị trong các video sau. Đây là một sản phẩm rất là tuyệt vời, sản xuất đến từ tinh, sản xuất gọi là dinh dưỡng cho tế bào, hay người ta gọi là trà mantizui, nhưng bản chất nó là dinh dưỡng cho tế bào gốc đến từ Malaysia. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị trong các video tiếp theo.